Cuộc sống hiện đại không thể thiếu được việc kết nối Internet. Dù ở bất kỳ đâu, bất cứ khi nào, chỉ cần có mạng Internet là có thể giải quyết được công việc, phục vụ giải trí. Thế nhưng, không phải lúc nào chất lượng kết nối Internet cũng đáp ứng được yêu cầu của người dùng. Đôi khi là quán mà quá đông người dùng thì mạng Wi-Fi nó sẽ không ổn định và lúc ấy là tôi sẽ phải sử dụng đến 4G. Ngoài ra thì bảo mật cũng là một vấn đề tôi rất là quan tâm mỗi khi truy cập vào mạng Wi-Fi công cộng. Hệ thống Wi-Fi mạng lưới Mesh Wi-Fi ra đời sẽ giúp tăng vùng phủ sóng và chất lượng phủ sóng của mạng Wi-Fi. Các thiết bị trong hệ thống có thể kết nối với nhau để tạo nên mạng lưới Wi-Fi đồng nhất, giúp mở rộng phạm vi phủ sóng, dễ dàng chuyển tiếp tín hiệu giữa các thiết bị, hạn chế tối đa tình trạng nghẽn mạng. Bộ 3 thiết bị Mesh Wi-Fi của VNPT có thể tạo lập vùng phủ sóng lên đến 600m² và không có góc chết. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những công nghệ mới nhất về Wi-Fi mà trên thế giới đang bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Ngoài ra những tính năng mà chúng tôi sẽ thêm những cái tiện ích cho người dùng trên hệ thống quản lý và người dùng có thể từ đó thêm được nhiều cái góc nhìn cũng như thông tin về sản phẩm, về cái hoạt động của sản phẩm thực tế. Hệ thống mạng lưới Wi-Fi hoàn toàn không cần kéo dây mạng qua các điểm truy cập, tiết kiệm chi phí lắp đặt, dễ dàng sử dụng. Tín hiệu mạng Mesh Wi-Fi có khả năng xuyên tầng, xuyên tường mạnh, thích hợp với các mô hình nhà ống thông dụng ở Việt Nam.